nâng lên, hạ xuống ở cổng taxi, xuất hình ra ngoài và sạc cho các thiết bị khác với công suất là 65W. Với ba cũ, ta vẫn đầy đủ tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Chắc chắn sẽ là chiếc màn hình đáng sở hữu nhất vào thời điểm cuối năm 2023. Ba cũ mà sở hữu màn hình 2K, màn hình VSP VU241P, gaming 24 inch 2K. Chúng ta sẽ có hai phiên bản màu là đen và xám đối với màn hình này. Với thiết kế hiện đại, màn hình mỏng và các góc cạnh vuông vức giúp góc gaming cũng như làm việc cá tính và mạnh mẽ hơn. Phần chân đế khá linh hoạt, kết hợp với giá đỡ và màn hình nâng lên, hạ xuống, xoay trái, xoay phải. Ngoài ra, các bạn không muốn sử dụng làm màn hình chính, vẫn có thể xoay dọc góc 90 độ làm màn hình phụ. Đơn giản nha. Trang bị công nghệ cao cấp như Re-Adapter Sync DCR tăng hiệu suất tối đa khi chơi game, Low Luz Control cân bằng ánh sáng xanh bảo vệ mắt, có hỗ trợ cổng taxi, xuất hình ra ngoài và sạc cho các thiết bị khác với công suất là 65W, được trang bị joystick cũng như HDMI, USB và display board. Mình đang test tựa game Naraka với tần số quét của màn là 75Hz. Về phần màu sắc hiển thị khá là bắt mắt, với độ sáng cao lên đến 350 nits, thì việc bật marketing game lên, lao vào combat căng thẳng vẫn không bị xé hình khi chơi với tốc độ khung hình cao nha. Tiếp theo là trải nghiệm game Gata 5, một tựa game thế giới mở khá nặng với một chiếc màn hình độ phân giải 2K và tấm nền IPS giúp màu sắc trở nên chân thật hơn, rực rỡ, hóa thân thành một gangster chính hiệu, quậy phá thành phố, bắn nhau với cảnh sát. Nhờ có chiếc màn hình này mà những pha hành động được miêu tả một cách sống động hơn bao giờ hết. Dừng đồ họa chuyên nghiệp xài màn này? No! Nhưng sẽ phù hợp với các bạn mới học thiết kế đồ họa, vì sau khi cân màu thì độ lệch màu rất là thấp và có thể giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Quan trọng là với mức giá tầm 3 củ, thực sự chiếc màn này là một sự lựa chọn sáng suốt vào thời điểm cuối năm 2023. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh và ấn nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ sót bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.